Oh, xin chào các bạn đã đến với những video dạy hát hay của thầy Phong Hơ Nốt. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn một ca khúc rất là buồn. Ca khúc có tên là Vô Cùng do một bạn trên kênh của mình đã comment: thầy ơi hát, dạy hát bài Vô Cùng đi. Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn là bạn đã đóng góp bài này. Đây là một bài hát rất là buồn. Buồn ở đây là vì một nội dung của bài hát buồn. Và trong cái bài hát này thì mình lại có một cái câu chuyện, một cái kỷ niệm rất là đẹp, rất là hay, một cái ý nghĩa câu chuyện của mình với một người bạn đã là ca sĩ trẻ, từng tới phòng thu của mình hát ca khúc này. Nhưng rồi bạn ấy không qua được do một căn bệnh rất là không may. Nên là cảm giác mình muốn hát bài này, mình dành tặng cho bạn ấy, cho bạn ca sĩ trẻ ấy, và hướng dẫn cho mọi người. Buồn, bài này nó có nhiều kỷ niệm. Buồn, vô cùng. Buồn, vô cùng luôn, vô cùng buồn. Ai... Bài này tông gì ta? Vô cùng. Sáng tác Võ Hoài Phúc. Đầu tiên là vì em thương anh. Ban đầu là Vô Cùng, với cái tên là Vô Cùng, sau này chuyển sang là Vì Em Thương Anh. Đó, thì nó vậy ha. Rồi ok, vô. Đây cũng là một bài hát ballad. Bữa nào bạn nào comment cho mình cho cái bài nào khó khó chút xíu, hay là không phải khó, mà là cái thể loại nào nó khác khác chút xíu, dùng từ bậy bạ không thì cho bài khó cái hết hát luôn, nghỉ hát luôn. Không, bài cái thể loại nó lạ lạ chứ, rock rap đồ này nọ đó, hip hop đồ đó, đó vô cho nó vui vui, đổi màu sắc. Các bạn chọn toàn ballad không à? Thì ballad dễ nghe, dễ hát, tình cảm, nói chung là vậy. Mấy nói chung là cũng vui, cũng hay mà. Trời, ballad hay chứ, thành công quá nhiều. Rồi, vô nha. Anh nghe gì không? Từng hạt mưa đang gọi tên, anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng vô cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe như trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm hát trên lá bằng non. À, ở đúng rồi mà. Trên lá bằng non. Em nghe gì không? Hỡi em. Vì anh thương em như thương cây bằng non. Cây nhớ ai làm sao nói được? Anh thương em như thương hạt mưa non dài vỡ rồi mà có được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình rất là buồn. Bài này rất là buồn mọi người ơi. Mình thì cũng không muốn là khơi gợi nhiều cái nỗi buồn, tại vì ở trong đây là cái bài cá nhân của mình quá, thì mình chỉ nói lên cái vấn đề gọi là để hát được bài hát này thì chúng ta cần phải đồng cảm, và sau đó thì chúng ta phải có những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình, những cái nỗi buồn trong cuộc sống của mình, để rồi mình hát lên một ca khúc có nhiều cái chiều sâu về mặt cảm xúc. Còn về kỹ thuật thanh nhạc thì bài này cũng không khó. Giống như mình đang hát cái tông, gọi là cái tông rất là lơ lửng này. Cái tông tông nam là pha thứ. Đó, thì nó không khó, nó rất là dễ hát so với các bạn nam rồi.
Đó thì mình chỉ cần bài này cũng không quá khó đâu, lên cũng không quá cao, thấp xuống cũng không quá thấp, nên cái quãng giọng mọi người có thể dễ hát bài này. Để làm sao nó tình cảm thì góc độ ở đây thôi mình nói đó. Về mặt kỹ thuật, các bạn phải làm cho giọng hát của mình đó, nó có nghe nó ấm áp hơn. Nghe nó có ấm áp hơn, và thứ hai là cái cảm xúc của mình nó có chiều sâu hơn. Chiều sâu ở đây là cái sự trải nghiệm của mình, rồi sau đó mình liên kết hai cái đó lại, cái giọng hát và cái cảm xúc, cái chiều sâu, cái sự trải nghiệm của mình ấy, liên kết hai cái đó lại với nhau thì nó tạo thành một một ca khúc hay, một bài hát hay, một một giọng ca hay, một giọng ca hay á. Ok, thì vô nha. Thì giọng hát của mình giữ cái âm thanh ở cho cái trong cái khoảng cũng cũng như những bài hát trước thôi. Kỹ thuật thanh nhạc nó chỉ có đơn giản là nhiêu đó. Còn các bạn muốn mở quãng giọng hay các bạn muốn làm gì nó lớn lao, hát opera, thính phòng, rock, rap này nọ, thì những cái câu chuyện đó là theo từng thể loại rồi. Hoặc là những cái mà level cao hơn thì mình sẽ có những cái nâng cấp sau. Còn bây giờ thì để hát hay được bài này thì chỉ cần có những cái kỹ thuật cơ bản thôi, đó là âm thanh các bạn phải luôn giữ trong vào miệng của mình đó, sau đó các bạn vang cái âm thanh đó ra để chạm vào mid voice, chạm lên head voice, chạm xuống chest voice, và sau đó là hòa trộn vào trong đó cái gió, cái giọng gió, cái hơi thở của mình, hơi thở của mình, hơi 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 cái hơi thở để tạo nên cái sự da diết, cái sự du dương, cái sự dí dỏm. Không 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 có dí dỏm, người ta nói, nếu mà dí dỏm là ta nói mình vô duyên đó. Ok rồi, thì như vậy ha, thì cái tạo nên cái sự cảm giác ấm áp, tình cảm ở trong đó thì bài hát của mình nó sẽ hay hơn, thú vị hơn. Rồi bây giờ mình thử làm một lần nữa, từ trong khoảng vang đó mình phát triển nó ra ngoài, từ cái giọng nè, bắt đầu mình cho nó vang ra. Tình cảm. Em nghe gì không? Em nghe gì không? Khi mình hát, cái âm thanh nó vang ra, chảy đều ra trong cái vòm miệng của mình và nó vang ra ngoài, ra ngoài bề mặt, ra phía sau, ra phía trước, phía trên, phía dưới. Em nghe gì không? Em nghe gì không? Em nghe gì không? Từng hạt mưa đang gọi tên, anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đây là cái sự trải nghiệm của mình nha, và mình đặt cái cảm xúc nó vào trong đó thôi. Và đâu là cô đơn nếu mình nghe như trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm hát hát trên lá bàng non, hát trên lá bàng non, hát 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 trên lá, hát trên lá bàng. Sao thấp vậy? Cũng đâu có thấp lắm đâu. Hà chê là bằng non. Ok nha, lại nữa. Hà chê là bằng non. Em nghe gì không? Ơi em. Đó thì cái chữ hát trên lá bằng non thì nó hơi thấp chút xíu, còn những chỗ khác thì nó cũng không thấp lắm đâu. Lại nha, một lần nữa là em nghe gì không? Đâu là cô đơn, vô nha. Đâu là cô đơn nếu mình nghe như trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm hát trên lá bằng non. Để cho nó vang xuống, bạn vẫn có thể hát nốt thấp này. Hát trên lá bằng, giữ âm thanh ngay chỗ này, vang nó ra, xuống chest voice nhiều một chút để tạo nên nốt thấp. Hà trên lá bằng non, hà trên lá bằng non, đặt cái chiều sâu cảm xúc vào. Hà trên lá bằng non, em nghe gì không? Hỡi em.
đẩy cảm xúc lên và như thế cho nó vang lên cao, vang xa ra, vang rộng ra chứ. Vì anh thương em như thương cây bằng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài vỡ rồi mà có được đâu. Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Vì anh thương em như thương cây bằng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Vì anh thương em như thương hạt mưa nó dài vỡ rồi mà có được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Rồi, ok, bài này buồn quá là buồn, buồn thê thảm, buồn mệt mỏi. Ok. Rồi, thì thôi nó một bản ballad như vậy thôi, buồn quá. Kiếm bài nào vui vui hơn hát để cho nó có tinh thần hơn. Ok, mình lấy lại cái buồn quá cũng không tốt. À, hơi hơi thôi. Ok. Rồi, chúc các bạn có một cái video tập ca khúc vô cùng vì anh thương em. Một sáng tác của Võ Hoài Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Các bạn có những cái comment đóng góp nào, chú ý nào thì hãy vào trong group mới của mình nha, group cộng đồng cùng nhau chia sẻ âm nhạc. Thì các bạn xuống link mô tả bên dưới và bấm vào và đăng ký, và cùng nhau chúng ta sẽ trao đổi chi tiết ở đó. Và hãy tiếp tục ủng hộ mình trên kênh YouTube Thầy Phong Hay Nói. Xin chào và hẹn gặp lại với những video vui vẻ hơn. Bye bye.